Chào các bác nha, hôm nay em lên sóng đầu năm các bác Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 Em kính chúc các đại gia đình chúng ta một năm mới tràn đầy hạnh phúc gia đình này, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha Hôm nay em lên video giới thiệu cho chúng ta một con máy để em nhận của khách về Mục đích của con máy này là gì? Đó là em thay thế các linh kiện của con máy này Trong quá trình nó chạy rất lâu rồi Thì nó ảnh hưởng đến hệ thống của máy hệ thống của máy ảnh hưởng là thứ nhất là gì Ở, ổ, cữ, ổ cứng ổ cứng đây con máy của em em thay đây rồi khách hàng dùng một thời gian nó rất chi là lâu rồi bây giờ em dùng con máy này là khách hàng yêu cầu là em thay thế bàn phím là một này ổ cứng là hai đây đây là ổ cứng à, là bàn phím của em em thay thế em mua bàn máy phím mới em thay thế cho khách Mà thứ hai nữa đây là con ổ cứng Ổ cứng này là ổ HDD 500GB, thì em sẽ mua con ổ SSD cũng 500GB tương đương để thay cho khách. Đó. bác nào có nhu cầu uh, sửa chữa, mua bán máy tính laptop tốt thì liên hệ với em nhé. Đây, đây là khi em nâng cấp lên em nâng cấp ổ SSD này. Thì uh, cái ổ SSD và ổ HDD đấy, thì tốc độ của nó khác nhau nha Trong quá trình mà máy tính của chúng ta chạy lâu lâu ngày rồi đấy, nó chạy chậm đấy thì cái tốc độ của cái ổ cữ cũ của chúng ta là ổ HHD thì khi chúng ta gài Win 10 vào nâng cấp hay điều hành lên thì nó chạy rất chỉ là lâu làm ảnh hưởng đến công việc học tập của các bạn và của các bác cho nên là bác nào cũng cần nhu cầu nâng cấp làm cho máy nhanh hoạt động nhanh hơn tốt hơn trơn tru hơn thì chúng ta mua ổ SSD để chúng ta nâng cấp lên ổ HHD của chúng ta chỉ chạy 300 tốc độ xử lý của nó là 3 cái HG, còn cái tốc độ SSD này lên được 6 GB trên dây nhé cho nên là khi nó cài nó thích ứng với các phần mềm ứng dụng hệ thống mới bây giờ như Win 10 này phần mềm mới này đấy còn chúng ta mà để cái ổ HD này này chúng ta cài một thời gian thì nó sẽ chậm mà khi chúng ta nâng cấp lên Win 10 đấy thì nó không chạy được đâu các bác nha nó chỉ thích hợp chạy các Win thấp thôi Win thấp như cái Win uh, XP Windows 7 nhưng bây giờ Windows 7 thì chúng ta chạy không chạy được nữa vì một số phần mềm ứng dụng của nó bị lỗi thời không nên khi chúng ta cài vào máy thì nó không update được cho nên chúng ta phải cài lên Win 10 mà bây giờ Win 10 cài lên thì cái ổ hdd này nó không thể chạy được khi chúng ta khởi động máy rất chi là chậm mà bạn nào không kiên nhẫn được đấy thì chỉ có muốn đập máy thôi đấy cho nên chúng ta muốn nhanh lên thì chúng ta phải nâng cấp lên ổ HSD trên tay của em là hai con một con ổ hdd và một con ổ SSD một con ổ HD là em thay cho khách Lấy ra và một con ổ SSD em đã thay cho khách đây là trang YouTube của em trang YouTube của em là sĩ Phương Mai Công Tơ. và đây là số Zalo của em là 0986313064 các nào có nhu cầu sửa chữa mua bán thay thế laptop và máy tính thì liên hệ với em nha em làm tất cả sửa chữa này nâng cấp này thay thế các linh kiện này buôn bán laptop PC Đấy bác nào xem video của em thì nhớ cho em một nút like và một nút chia sẻ nha em xin chân thành cảm ơn các bác và bây giờ em nói tiếp về cái vấn đề về ổ cứng và laptop trong quá trình chúng ta dùng một thời gian lâu dài thì thường thường là cái bàn phím của chúng ta nó sẽ bị bị chậm mạch đấy, gọi là chậm mạch đấy thì khi chúng ta chúng ta mà máy bàn phím mà bị chậm mạch rồi thì trong quá trình chúng ta hoạt động thì máy sẽ không ổn định nhất là cái vấn đề laptop laptop mà khi mà chập bàn phím đấy thì chúng ta nên nhớ là nó không lên máy là màu nào thứ hai khi khởi động máy nó kêu tít tít là hai nha thứ ba là khi khởi động lên máy nó cứ nháy liên tục đấy, là hiện tượng là chập bàn phím mà khi chập bàn phím thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải thay thế ngay lập tức không có ảnh hưởng đến máy vì các bàn phím của chúng ta là một bàn phím mặt trận khi máy khởi động lên mà bàn phím bị chập thì nó không khởi động máy lên được nha đây đây khi em thay máy theo thay cứng cho cái con máy này đây ổ cứng của em là khách yêu cầu là thay ổ SSD 500 g thì đây đây là ổ của em là ổ SSD 500 g em thay thế vào ổ ổ uh, kinh kinh tên nhé ổ kinh tên 480 g cho khách đấy. đấy khi em thay là em cài win cài win 10 cho khách rồi em cài tất cả các ứng dụng lại cho khách bây giờ máy chạy rất như là ngon các bạn như máy mới luôn các bạn nhé à cho nên bác nào dùng máy tính lâu ngày mà nó chạy chậm thì liên hệ với em để em xử lý cho nha xử lý mà cài lại nâng cấp lên cái là máy chạy trơn tru ngon lành như máy mới luôn các bác nha à, các bác lưu ý thường thường là máy cũ thường thường là trong một thời gian thì nó hay hay lỗi và thứ hai nó ổ cứng nó chạy nhiều năm quá rồi nó sẽ chậm tốc độ phân mảnh của cứng lớn đây là trang youtube của em chúc các bác một ngày tốt lành nha bên gia đình và bên người thân chào tạm biệt các bác nhớ cho em một like và nút chia sẻ nhé